Là ngày mùng 9 tháng 8 2023, đang gửi hàng thấy bầu trong trời trong xanh đẹp quá. Nhìn lên bầu trời thấy một hiện tượng rất là thú vị, cũng không để ý đâu. Trên bầu trời này hiện tại bây giờ là 8 giờ 5 phút. Đó, có cả mặt trăng lẫn mặt trời nhá, mặt trăng nè. Hay chưa? Một nửa của mặt trăng rất nhỏ luôn, nhìn thực tế thì sẽ rõ hơn rất nhiều. Rất tuyệt vời, lúc mờ ảo một nửa của hình mặt trăng nhá. Đó, mờ mờ ở giữa, có lúc mờ lúc ảo, nhìn rõ luôn bằng mắt thường. Ống kính camera điện thoại thì có thể hơi khó nhìn một chút. Bầu trời rất là trong xanh và đẹp.